Đây, cái này là sinh hoạt tại các anh các huynh trưởng dựng mấy cái trại lên để cho các em sinh hoạt nè. Đây. Đây là cái quang cảnh ở Bà Hồ. Đây, các em đang đứng chuẩn bị để chờ sinh hoạt. Ông cha Mỹ đi. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn.